Đại tá Rosanna Cremente, trợ lý tham mưu trưởng Bộ Tổng tư lệnh Phòng không và Tên lửa thuộc lục quân Mỹ cho biết, hệ thống phòng không Patriot do phương Tây cung cấp của Ukraine đang phục vụ Kiev trong nhiều vai trò khác nhau. Bà cũng xác nhận rằng Ukraine đã dùng Patriot bắn rơi máy bay A-50 của Nga hồi tháng 1. Theo bà Cremente, một số bệ phóng Patriot đang được sử dụng để bảo vệ các địa điểm tĩnh và cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia. Những bệ phóng khác đang được di chuyển xung quanh và thực hiện một số điều thực sự mang tính lịch sử mà tôi chưa từng thấy trong 22 năm làm lính phòng không. Đó là chiến thuật phục kích. Theo bà, Ukraine tác chiến nhờ tổ hợp Patriot mà Đức viện trợ, có toàn bộ bệ phóng đặt trên xe tải. Nhờ Patriot có tính cơ động cao, Ukraine đưa được tổ hợp này tới điểm triển khai và bắn hạ được mục tiêu. Bà Kremente cho biết, hệ thống Patriot có thể được Ukraine đưa ra gần tiền tuyến và nhắm mục tiêu vào máy bay Nga ở đường liên lạc phòng công Ukraine đã sử dụng chiến thuật này tấn công máy bay chỉ huy và kiểm soát A-50 vào tháng 1, bà nói. Ukraine trước đó tuyên bố, phi đội máy bay cảnh báo và kiểm soát sớm trên không A-50 của Nga đã gặp một số tổn thất trong chiến sự Ukraine. Ngày 15 tháng 1, Kiev tuyên bố bắn rơi một chiếc A-50 trên biển Arab. Vào tháng 2, Ukraine nói rằng một chiếc A-50 khác tiếp tục bị rơi khi đang làm nhiệm vụ trên biển Arop. Trong vụ việc lần hai, Ukraine một lần nữa nhận trách nhiệm và các nguồn tin nói rằng Kiev có thể đã sử dụng tổ hợp S-200 từ thời Liên Xô để bắn rơi máy bay ở khoảng cách 220 km. Nga chưa bao giờ lên tiếng về các thông tin liên quan tới A-50 mà Ukraine và Mỹ công bố. Đầu tháng 3, ông Sergei Chemerov, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga cho biết, dây chuyển sản xuất A-50 đã được tái khởi động, theo TASS. Nếu thông tin của Ukraine chính xác, thì Nga đã mất đi hai chiếc A-50 chỉ trong 2 tháng. Theo Fox, về mặt nguyên tắc, Nga có 9 chiếc A-50 nhưng sáu chiếc dường như đang cần được nâng cấp. Nếu họ thực sự mất đi hai chiếc A50 như Ukraine tuyên bố, Nga có thể sẽ chỉ còn lại một chiếc. Đây sẽ là tổn thất rất lớn, khó có thể bù đắp trong thời gian ngắn. A50 là máy bay cảnh báo sớm trên không với khả năng chỉ huy và kiểm soát cũng như khả năng theo dõi tới 60 mục tiêu cùng một lúc. Giá thành của A50 dao động từ 330 đến 500 triệu đô la Mỹ tùy phiên bản. A50U được mệnh danh là mắt thần và trung tâm xử lý dữ liệu khổng lồ trên không. Với khả năng dò tìm các mục tiêu trên mặt đất, trên không và trên mặt nước, A-50U còn nổi tiếng với khả năng truyền dẫn về trung tâm chỉ huy, sự thay đổi trên các chiến trường cũng như chỉ đạo chiến đấu và tấn công trên không. A-50U cũng được trang bị một trung tâm điều khiển có thể cùng lúc chỉ đạo 10 đến 12 máy bay chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 6 cho biết, một máy bay ném bom Su-34 của Nga đã bị rơi tại Bắc Ossetia, vùng Caucasus khi đang trong chuyến bay huấn luyện thường lệ. Hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, toàn bộ phi hành đoàn trên máy bay đã thiệt mạng. Nguyên nhân máy bay rơi có khả năng do trục trặc kỹ thuật. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn máy bay là do trục trặc kỹ thuật. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người có mặt trên chiếc máy bay. Theo báo Telegraph, Su-34 là một trong những chiến đấu cơ tiên tiến nhất của Nga, với khả năng mang 12 tấn bom và tên lửa. Su-34 có thể thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu trong phạm vi gần 1.000 km. Mỗi chiếc Su-34 được cho là có giá từ 35,5 triệu đến 49,5 triệu đô la Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 10 tháng 6 rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ cho phép lữ đoàn Azov của Ukraine sử dụng vũ khí mà Washington viện trợ. Lữ đoàn Azov được coi là lực lượng chiến đấu tương đối hiệu quả trong lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, đơn vị này đã bị cấm sử dụng vũ khí của Washington vì các quan chức Mỹ xác định rằng một số người sáng lập tổ chức này tán thành quan điểm phân biệt chủng tộc, bài ngoại và chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đồng thời các quan chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc cáo buộc nhóm này vi phạm nhân đạo. Giờ đây, lữ đoàn sẽ được tiếp cận sự hỗ trợ quân sự của Mỹ giống như bất kỳ đơn vị nào khác trong lực lượng vũ trang Ukraine sự thay đổi chính sách của Mỹ diễn ra khi đang chiếm ưu thế trên chiến trường và giành nhiều lãnh thổ của Ukraine trong thời gian qua. Thông báo viết, sau khi xem xét kỹ lưỡng, lữ đoàn đặc nhiệm số 12 Azov của Ukraine đã vượt qua cuộc thẩm định Lê Hy của Bộ Ngoại giao Mỹ, đề cập tới đạo luật Lê Hy ngăn chặn viện trợ quân sự của Mỹ cho các đơn vị nước ngoài bị xác định là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ không tìm thấy bằng chứng về những vi phạm như vậy. Việc hủy bỏ lệnh cấm là ưu tiên hàng đầu của các quan chức Ukraine, những người cho rằng lữ đoàn Azov có thể hoạt động hiệu quả hơn trong quá trình bảo vệ thành trì Mariupol vào năm 2022 nếu được tiếp cận với thiết bị của Mỹ. Các thành viên của lữ đoàn cũng bị cấm tham gia khóa huấn luyện do quân đội Mỹ tổ chức. Lữ đoàn Azov là đơn vị gây tranh cãi vì cáo buộc có liên quan tới các nhóm cực hữu và có tư tưởng tân phát xít. Lực lượng này bị nước Nga cấm và bị coi là tổ chức khủng bố. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề cập tới sự hiện diện của lực lượng này trong quân đội của Kiev là một trong những lý do khiến ông quyết định mở chiến dịch để phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Azov là một đơn vị quân đội tình nguyện cực hữu theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và bị cáo buộc mang tư tưởng tân phát xít và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Đơn vị này ban đầu được lập nên từ một nhóm tình nguyện viên vào tháng 5 năm 2014. Từ trên nền tảng là nhóm dân tộc cực đoan Patriot ở Ukraine và nhóm có tư tưởng tân phát xít Social National Assembly, gọi tắt là NSA. Cả hai nhóm nói trên đều bị cáo buộc có tư tưởng bài ngoại tân phát xít và từng có hành động bạo lực với người di cư, đồng thời người Roma và những người phản đối quan điểm của họ. Nhóm này đã chiến đấu trên tiền tuyến chống lại lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk, miền đông Ukraine. Azov chính thức trở thành một phần của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine vào ngày 12 tháng 11 năm 2014. Đơn vị này từng được cựu tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mô tả là những chiến binh tốt nhất của chúng ta và những tình nguyện viên tốt nhất. Theo Anzajeda, vào năm 2015, Andriy Denko, người phát ngôn của Azov vào thời điểm đó, nói rằng 10 tới 20% tân binh của Azov là những người có tư tưởng phát xít. Tổ chức này đã bác bỏ thông tin họ tuân thủ theo hệ tư tưởng phát xít nói chung, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy các biểu tượng phát xít xuất hiện trên đồng phục và cơ thể của các thành viên Azov như chữ vạn Squatia và SS là tổ chức bán quân sự thuộc Đức Quốc xã, từng có liên quan tới các vụ diệt chủng 5,5-6 tới 6 triệu người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Hãng tin RIA của Nga dẫn các nguồn tin cho biết, một binh sĩ Ukraine bơi qua sông Đường Nhép trên những chai nước rỗng bị buộc chặt. Trước đó, binh sĩ này đã liên hệ với chúng tôi thông qua chatbot Free Solider. Theo nguồn tin, kế hoạch này đã được binh sĩ này chuẩn bị trong khoảng 3 tháng. Binh sĩ này nói rằng, lực lượng vũ trang Ukraine đang có kế hoạch chuyển một phần lữ đoàn mà binh sĩ này đang đồn trú sang mặt trận Kharkov trong thời gian tới. Và đó là lý do khiến anh quyết định bỏ trốn. Theo các nguồn tin, điều đáng chú ý là gần đây số lượng quân nhân Ukraine muốn đầu hàng đã tăng lên dù chưa quá nhiều. Có nhiều lý do cho việc này, như nỗi lo sợ bị điều chuyển đến mặt trận cốc liệt, điều kiện thiếu thốn và đe dọa tính mạng. Thông tin vụ việc này được đưa ra sau khi Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Syrsky thông báo về tình hình mặt trận ở các hướng Provsk, Kurakovo, Kupiansk và Kharkov gặp nhiều khó khăn. Bộ Tổng thống mưu lực lượng vũ trang Ukraine trước đó cũng đã thừa nhận tình hình khó khăn ở hướng Kharkov và ghi nhận thành công về mặt chiến thuật của quân đội Nga. Theo tờ Business Insider, nhiều loại xe tăng chiến đấu và xe bọc thép được cung cấp cho quân đội Ukraine như Abrams và Bradley do Mỹ và Leopard của Đức, hay các xe tăng hàng đầu của Nga như T-90M đã trở thành nạn nhân trong các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử của đối phương. Trong nhiều trường hợp, những vũ khí tối tân trị giá hàng triệu đô la Mỹ lại bị hạ gục chỉ bằng chiếc UAV có giá chỉ vài trăm đô la Mỹ. Mối đe dọa từ UAV khiến các phương tiện chiến đấu ở Ukraine cần được trang bị lồng đối phó để ngăn chặn UAV lao tới tấn công. Một số mẫu lồng đối phó ban đầu trông khá thô sơ và kém hiệu quả, nhưng các mẫu gần đây đã chắc chắn và tinh tế hơn. Theo giới chuyên gia, những diễn biến trong xung đột ở Ukraine cho thấy hệ thống UAV chính là vũ khí quyết định trong các cuộc chiến trong tương lai. Ông Mark Kansian, đại tá thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu và đang là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định sự xuất hiện của các lồng đối phó đã có trước khi xung đột Ukraine bùng nổ. Khi Mỹ trang bị các lồng xung quanh, xe chiến đấu bọc thép Stryker ở Iraq và Afghanistan để ngăn chặn lựu đạn phóng bằng tên lửa của đối phương. Ông Kansian nói, hiện tại với sự phổ biến của UAV, các lồng bảo vệ giờ đây sẽ trở thành một phần vĩnh viễn của xe bọc thép. Hồi tháng 5, mạng xã hội lan truyền bức ảnh một chiếc xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ cung cấp, do quân đội Ukraine cũng được trang bị lồng tự chế. Chiếc lồng được hàn xung quanh các cạnh và đỉnh tháp pháo, giúp xe tăng có khả năng phòng thủ bên ngoài khỏi các UAV góc nhìn thứ nhất FPV. Abrams hiện được coi là xe tăng tốt nhất mà Ukraine nhận được từ các đồng minh phương Tây. Ông Mick thiếu tướng quân đội Australia đã nghỉ hưu và là chiến lược gia theo dõi các xu hướng chiến tranh cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta thấy lồng bảo vệ chống UAV phía trên Abrams hay mọi xe tăng khác vào thời điểm này. Người Ukraine thông minh, họ có khả năng thích ứng và đang tìm ra những cách tốt hơn để bảo vệ bản thân cũng như là duy trì sức mạnh chiến đấu, ông nói thêm. Ukraine không phải là bên duy nhất tìm cách thích nghi mà quân đội Nga cũng đang triển khai phương tiện gọi là xe tăng rùa hình ảnh xe tăng và xe bọc thép của Ukraine hay là Nga như là T-64, T-72, T-80 và T-90 trang bị lồng bảo vệ đã xuất hiện thường xuyên hơn khi các cuộc tấn công bằng UAV FPV trở nên phổ biến hơn. Để bảo vệ các phương tiện chiến đấu, quân đội Nga và Ukraine còn sử dụng các thiết bị tác chiến điện tử để gây nhiễu hoặc là cản trở UAV đối phương đang bay tới. Đây cũng là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống UAV. Theo thời gian, lông bảo vệ được thiết kế vẽ phức tạp hơn và mang lại hiệu quả cao hơn trong chiến đấu. Các mẫu bảo vệ ban đầu dường như chỉ che phủ những khu vực cụ thể của xe như phần trên, trong khi hai bên và phía sau lộ ra ngoài Điển hình, chiếc lồng bảo vệ mới trang bị cho xe tăng Abrams của quân đội Ukraine dường như được thiết kế với hai mục đích gồm bổ sung lớp bảo vệ và tăng khả năng sống sót của tổ lái. Còn hiện tại, UAV đang là mối đe dọa lớn nhất. Những tác động của thiết bị này trong xung đột ở Ukraine đang thay đổi cách quân đội nhiều nước nghĩ về chiến tranh. Ở Iraq và Afghanistan, quân đội Mỹ đã có thể thích ứng với mối đe dọa từ các thiết bị nổ tự chế tàn phá phần gầm của các phương tiện giờ đây từ bài học sử dụng uav ở ukraine mỹ sẽ có những cải tiến đối với xe tăng abrams và xe chiến đấu bradley trong tương lai ông kansian giải thích uav hay vũ khí chống tăng sẽ hiện diện ngày càng nhiều và lâu dài trong chiến tranh nên những chiếc lồng hoặc tính năng bảo vệ tương tự sẽ trở thành thành phần cố định trong thiết bị của xe ông kansian cho hay trong tương lai bạn sẽ thấy xe tăng được tích hợp sẵn lồng bảo vệ hoặc sẽ có một bộ tiêu chuẩn để lắp vào phương tiện ngoài chống uav các lồng bảo vệ xe tăng và thiết giáp còn nhằm ngăn chặn tên lửa chống tăng và pháo binh đối phương tấn công thậm chí nga đã dùng lồng bảo vệ trước cả thời điểm uav được sử dụng rộng rãi để ngăn tên lửa javelin do mỹ cung cấp cho kiev